Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ dành tặng cho những người đang sống đơn thân sau thời kỳ hôn nhân. Vì sao tôi sẽ nói là đơn thân trong thời kỳ hôn nhân thì tôi sẽ trình bày cho quý vị và các bạn. Tôi tạm đặt một cái tên của một cái video có tên rằng thực tế tôi đang nuôi con làm sao bây giờ. Hôm cách đây vài ngày có một cái chị, tôi cũng không biết mặt chị, chị điện thoại, chị bảo như thế này quý vị và các bạn ạ. Chị bảo rằng là chị và ông xã ly hôn. Thì trong cái quyết định công nhận sự thỏa thuận hay là một cái bản án gì đó thì có ghi nhận là con do anh nuôi. Thực tế thì sau đó một thời gian ngắn thì anh giao cái quyền nuôi con lại cho chị. Nói tiếng là giao, thực tế là chị chăm sóc. Còn về mặt lý thuyết, bản án của tòa là anh vẫn là người trực tiếp nuôi con và không có cái gì thay đổi. Thì chị bảo rằng là cách đây một thời gian ngắn vừa rồi thì anh đã bước thêm một bước nữa, anh kết hôn. Và bây giờ anh về anh yêu cầu đòi lại đứa bé. Chị rất là lo lắng. Chị sợ giữa cái cảnh mà mẹ dì ghẻ nói là dì ghẻ bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Thực tế chị rất là lo lắng. Thì chị hỏi ý kiến tư vấn của tôi trong trường hợp này phải như thế nào. Thì tôi đặt cái giả thuyết như thế này quý vị và các bạn. Ví dụ bản cái quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc bản án từ năm 2010 cho rằng Anna được quyền trực tiếp nuôi dưỡng con. Và cái bản án nó kéo dài cho tới nay là năm 2018. Thì như vậy, trong cái bản án cho đến thời điểm này, bản án hoặc quyết định của tòa án vẫn còn có hiệu lực pháp luật. Có nghĩa rằng trên về mặt giấy tờ, anh vẫn là người trực tiếp nuôi con. Và nếu trong trường hợp chị không có ý kiến gì khác thì cái quyền trực tiếp nuôi con vẫn là của anh. Đặt ngược vấn đề, hiện tại chị là người bé trực tiếp nuôi con, trực tiếp ở với chị, thì chị như thế nào? Thì tôi cũng đã tư vấn cho chị, nếu trong trường hợp ý chí chị muốn rằng thay đổi người trực tiếp nuôi con thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, chị vẫn có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con bằng cách chị nộp đơn tại tòa án. Nộp đơn tại tòa án nơi đứa bé nó đang ở đó, thì chị sẽ xin thay đổi bằng cách nuôi con và viện dẫn những cái căn cứ, những cái cơ sở cho rằng cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù là trước đây là trong cái phán quyết của tòa anh là người trực tiếp nuôi con, tuy nhiên kể từ thời điểm nào đó, một cái dài từ năm 2010 tới năm 2018 này, thì anh đã đưa, thực tế thì đứa bé đang ở với chị. Và khi bé hiện tại là bé 8 tuổi rồi thì sẽ hỏi ý kiến của bé rằng bây giờ đối với con thì con ở với ba và con ở với mẹ thì tốt. Thế nha quý vị và các bạn, hai cái ý kiến mà tôi tư vấn trong trường hợp thay đổi người trực tiếp nuôi con thì thứ nhất là chúng ta phải khởi kiện đến tòa án để thay đổi cái phán quyết của tòa từ cái điểm là tòa công nhận, có thể là công nhận sự thỏa thuận, có thể là bản án anh là người trực tiếp nuôi con, sang chị là người trực tiếp nuôi con. Và không phải viện dẫn suông mà chúng ta phải có chứng cứ. Chứng cứ nó dựa trên những cái yếu tố thu nhập của chị. Thực tế là bé có một cái cuộc sống ổn định nếu ở chung với chị.
và cái hoàn cảnh hiện tại của cả anh và chị. Ví dụ như trong trường hợp này thì ở bé nó ở với chị nó sẽ tốt hơn, tại vì anh sẽ có một cái gia đình riêng. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong thực tiễn của cái quá trình hành nghề luật sư thì tôi cũng có hai trường hợp nó như vậy đó quý vị. Khách hàng của tôi là những khách hàng nam, họ đến văn phòng và họ yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, và tôi cũng đã giúp họ bằng cách dẫn chứng những cái cơ sở pháp lý. Hồi nãy tôi vừa mới nói đó, cơ sở pháp lý là gì? Là những chứng cứ cho rằng hiện tại bé đang ở chung với người bố tốt hơn, và hiện tại thực tế bé đang ở chung với người bố và người mẹ tại thời điểm này, thời điểm mình kiện ở tòa, thì người mẹ đang có mang bầu và cái điều kiện chăm sóc nó sẽ không hoàn toàn tốt bằng so với người bố. Một cái trường hợp khác thì anh đến ở văn phòng, anh nhờ yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Anh bảo anh ở ngoài Bắc, anh đến vì tại thời điểm mà hai bên tòa ra quyết định công nhận sự thỏa thuận đó thì con nó còn quá bé, cho nên anh không thể thay đổi, và anh chấp nhận trong một chừng mực là bé ở chung với mẹ. Hiện tại thì anh đã có nhà, anh đã có đủ điều kiện về thu nhập và anh có hộ khẩu, và hiện tại anh đang ở, đang là người trực tiếp nuôi dưỡng con, và anh yêu cầu tòa án thay đổi cái phán quyết, thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, các anh các chị là những người sống cái cuộc sống đơn thân sau khi ly hôn và muốn giành cái quyền cả về thực tế lẫn lý thuyết, đang mong muốn để mà thay đổi cái phán quyết của tòa, mà cái phán quyết của tòa muốn thay đổi trực tiếp từ người A sang người B thì tòa phải dựng những cái cơ sở pháp lý hồi nãy tôi nói đó, là cái nhân cách, là cái hoàn cảnh hiện tại, là cái mức thu nhập. Với những cái yếu tố đó thì đủ cái cơ sở pháp lý để cho rằng bé ở chung với bố hay ở chung với mẹ là tốt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, kết lại một cái câu chuyện rằng một cái câu than của chị, thực tế là bé ở chung với tôi nuôi phải làm sao? Tôi đã trả lời cho chị rằng nếu trong trường hợp chị muốn, hiện tại chị là người trực tiếp nuôi dưỡng bé, nếu trong trường hợp chị muốn thì chị có thể làm cái đơn đến tòa án để thay đổi người trực tiếp nuôi con, và khi mà thay đổi người trực tiếp nuôi con thì căn cứ nãy giờ chỉ có hỏi xoay quanh vấn đề nhân cách, về thu nhập, về mức sống ổn định của con, thì chúng ta có thể toàn quyền và hy vọng với cái phán quyết này thì tòa án sẽ căn cứ và viện dẫn trên những cái quy định của pháp luật để có một cái phán quyết tuyên cho chị là người trực tiếp nuôi con. Nhớ nha quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp con chung của hai vợ chồng trên 7 tuổi thì sẽ có ý kiến của con rằng con ơi, bây giờ hồi trước đây thì cái phán quyết của tòa là do ba con, thì giờ hiện tại con đang ở chung với mẹ, bây giờ mẹ con đã nộp đơn đến tòa rồi, yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con, vậy thì ý con là bây giờ, theo con là bây giờ là con ở với ba hay con ở với mẹ là tốt? Nếu trong trường hợp có ý chí của bé, ý chí nói rằng là nếu bây giờ ông tòa, bà tòa đã thụ lý đơn của mẹ con rồi, thì bây giờ thực tế là 3 năm nay mẹ con đang nuôi con, thì bây giờ theo ý con là con bây giờ con ở với mẹ là tốt. Thực sự là mẹ con nuôi con, nhưng mà con thấy rằng là ba sẽ là người cho con tiền, cho nên con mong muốn là không thay đổi. Rất quan trọng quý vị và các bạn.
cái việc mà mình nộp đơn khởi kiện để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, và mình đưa ra những căn cứ, những viện dẫn với cái việc rằng hiện tại, cái tình trạng hiện tại, cái ý chí, cái nguyện vọng của con rất là quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong những cái video tới thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về những cái quy định của pháp luật về hợp đồng, như là hợp đồng dân sự nè, hợp đồng thương mại nè, những cái hợp đồng mà nó gần gũi, nó thiết tha đối với từng cái gia đình. Hy vọng rằng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ gửi gắm những cái thông điệp cần thiết cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những câu hỏi, câu trả lời thì xin hãy mạnh dạn chủ động đến văn phòng luật sư của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cho quý vị, ít ra bằng cái kiến thức cơ bản nhất, để quý vị và các bạn có thể tự mình bảo vệ mình trong một cái xã hội bây giờ vàng thao lẫn lộn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải lòng của một luật sư.